Chào mừng anh em đến với kênh Máy móc Việt Nam Bình Tân nha anh em. Thì khả năng con máy hàng giắc rồ này thì bên em cũng đã nói rất là nhiều lần cho anh em mình rồi. Thì hôm nay để chứng minh cái khả năng của con máy thì em sẽ nhờ một bạn kỹ thuật test con máy cho mình nha. Thì thường là em nói cái dòng giắc rồ MMA 200 mini này có thể hỗ trợ hàng que 3 ly 2 là liên tục tầm 30 que hơn nha anh em. Thì hôm nay để anh em có cái nhìn tổng quan về con máy thì bên em sẽ test đến khi lúc nào á con máy nó ngưng hoạt động thì thôi nha anh em. Rồi thì hôm nay anh em cùng em trải nghiệm con máy này, xem cái giới hạn của con máy sẽ hàng liên tục được bao nhiêu que 3 ly 2 nha. Thì em cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho mình rồi, có đồng hồ đếm thời gian cho anh em mình luôn nha. Khúc test máy á thì em sẽ tua nhanh hơn xíu nha anh em, tại vì cái thời gian đốt que này khá là lâu nha anh em. Máy cũng đã chuẩn bị rồi, que 3 ly 2 cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh em mình rồi nha. Rồi ok, chiến thôi anh em ơi. Rồi ok, chúng ta cùng nhau test con máy nha anh em. Thì em sẽ sử dụng toàn bộ là que 3 ly 2 hết. Máy đã khởi động rồi, ok, 1, 2, 3, vô. Rồi thì đã qua hơn một tiếng đồng hồ rồi anh em, máy vẫn có thể hoạt động tiếp tục cho anh em mình nha. Thì anh em thấy đó thì máy có thể hàng liên tục hơn 40 que 3 ly 2 luôn nha. Rồi thì anh em nào cảm thấy thích con máy này có thể đầu tư bằng cách gọi đến số hotline 0906779465, hoặc là anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng với cái địa chỉ là 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nha anh em. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi video đến giây phút này. Thì anh em nào mà cảm thấy yêu mến em hoặc là yêu mến Máy móc Việt Nam Bình Tân thì anh em có thể subscribe kênh để kênh của em ngày một phát triển hơn, và anh em sẽ cập nhật những cái chương trình cũng như là những con máy mới bên em nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những cái video tiếp theo nha.